Dạ ý là khi mà tất cả những người bạn cùng thời với chị Hoàng Thùy á thì đều đã có gia đình rồi, thậm chí có người yêu rồi, nhưng mà chị ơi cho em hỏi là không phải có đơn giản thôi, không là cảm xúc của Hoàng Thùy như thế nào khi mà luôn có mẹ đồng hành đến những sự kiện quan trọng như thế này ạ? À, Thùy nghĩ rằng là Thùy rất là may mắn khi được gia đình cũng như là mẹ, đặc biệt là mẹ của Thùy ủng hộ những cái điều mà Thùy đang làm. Nhưng mà mẹ của Thùy thì rất là hiền, không biết gì đâu. Lát đi rồi mình phỏng vấn rồi mình chụp tiếp. Có mời cô Linh ơi, anh hỏi một câu đi. Hôm nay em đứng đây em nhìn thấy các bạn thí sinh của top 60 ấy, em có cảm xúc gì không? Thật sự thì em có một chút buồn, tại vì đây là lần đầu tiên em đối mặt với lại top 60. Nhưng mà khi mà em có mặt ở đây trong một cái show diễn ý nghĩa này thì những cái nỗi buồn đấy nó sẽ không còn nhiều nữa. Và em rất là tự hào vì ngày hôm nay gia đình em rất là đông đủ và chị gái em làm được một cái điều mà em nghĩ là có ý nghĩa đối với tất cả mọi người. Không có lý do gì mà mình phải buồn mãi mãi cả. Em có hỗ trợ gì với Thùy trong cái dự án này không? Thực ra thì bây giờ em đang tập trung cho cái việc học, cũng như là cái việc mà sau khi em không lọt vào top 60 á thì em phải quay trở về cái nhịp sống là người bình thường. Thì chị gái và em là hai người có con đường, hiện tại là hai người hoàn toàn có con đường khác nhau, nên là khi mà quay trở về thì chị gái cũng được gia đình rất là support cũng như là ủng hộ về chăm sóc về sức khỏe cũng như là đồ ăn thức uống cho chị, nên là em nghĩ là cái điều đấy là cái điều tốt nhất đối với chị hiện tại. Sau khi mà em rời khỏi top 60 á, dạ, thì cũng có rất nhiều báo rồi rất nhiều YouTube, dạ, giật tít về cái vấn đề đó, và em có bao giờ đọc lại cái comment đó? Thực sự thì em không phải là người quá quan tâm đến cái vấn đề mạng xã hội cũng như là những cái vấn đề mà người ta có ý kiến trái chiều. Tại vì khi mình đã tham gia bất kỳ cuộc thi nào thì mình phải chấp nhận cái điều mà người ta mang đến cho mình, kể cả tiêu cực hay tích cực. Nhưng mà cách mà mình đón nhận nó như thế nào mới là điều quan trọng, và mình hài lòng về cái điều đó hay không. Đối với cuộc thi Hoa Hoàn Vũ thì em tin tưởng 100% về cái độ uy tín mà cũng như công bằng. Khi mà em không được lọt vào top 60 và em hiểu lý do tại sao em không được vào, và em tôn trọng cái sự quyết định của ban giám khảo và cũng như là ban tổ chức. Cảm ơn anh, cảm ơn chị. Nuối tiếc nào không? Rất là tiếc nuối, tại vì khi mà em đến với cuộc thi Hoa Hoàn Vũ thì em đặt cái niềm tin là em sẽ mang được cái điều gì đó đến với cộng đồng. Và khi mà em đến với cuộc thi Hoa Hoàn Vũ, cái sứ mệnh của em là cái sứ mệnh với người học luật, cái người hiểu biết pháp luật đó, là em rất là mong muốn làm được cái điều gì đó cũng giống như chị Thùy của em. Là chị đấy có thể tổ chức một cái chương trình như thế này để cho những cái người bị ung thư. Tại sao em không thể tổ chức một cái chương trình tư vấn pháp luật cho những cái người mà người ta không có hiểu biết pháp luật? Đấy là cái điều mà em rất là mong muốn. Hơn hết cái sự nổi tiếng, đó là một cái điều mà em muốn mang được cái điều gì đó cống hiến cho cộng đồng. Hiện giờ em có cảm thấy em nổi tiếng không? Em không nghĩ là mình nổi tiếng đâu, tại vì là em cũng giống như bây giờ em vẫn là một cái cô nhân viên bình thường mà em đến trường hàng ngày thôi. Cái điều đấy là cái điều mà ai cũng sẽ phải trải qua. Em nghĩ là em không phải là người nổi tiếng.